Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là một ngày mới trong Minecraft nữa mấy bạn. Nhưng mà mình đang buồn cười một cái chuyện. Trời ơi trời. Mấy bạn, trời ơi, để mình giải thích cho mấy bạn nghe nè. Mình đi qua nhà mèo cái đã mấy bạn. Mấy bạn thấy mèo không mấy bạn? Mèo chị Panda từ sáng tới giờ hai người nè, kiểu như đang vui vẻ hạnh phúc với ngôi nhà của mình. Vì mèo chị Panda vừa xây xong cái tường bảo vệ với lại lava bằng TNT được các kiểu mấy bạn. Anh ngồi ở nhà mà anh mắc cười từ sáng tới giờ. Ok mấy bạn ơi, nếu các bạn thích video ngày hôm nay thì mấy bạn nhớ nhấn like nha. Mình sẽ troll mẹ chị Panda và cho mẹ chị Panda biết á, nhà nào là nhà an toàn thật sự mấy bạn ơi. Đây để mình cho mấy bạn xem nè. Mình đầu tiên mở dụng cụ đánh lửa đi ha, lấy một hai cây cung rồi đi. Đó, mình sẽ qua mình cho mẹ biết thế nào là nhà an toàn mấy bạn. Mẹ chị Panda xây cái ngôi nhà an toàn này từ tối qua tới giờ đi đào đất rồi xây. Oh my god. Thời buổi chế đã tới. Từ giờ nhà của ta được an toàn với Redwood rồi chị Panda ơi. Mình đã trong một cuộc xâm lăng rồi. Ai trời dám ơi. Đây lèo tèo. Coi nè. Oh my god. Chạy vô, chạy vô, mà chạy vô được không? Chạy vô được mấy nhà. Mẹ chị Panda để tôi cho mẹ cái gì Panda coi đây nè. Mày nghĩ sao mà để TNT vậy, tôi lại gần nó có nổ đâu. Ủa? Từ khi nào tôi làm vậy nè nó. TNT mà để sao vậy chị Panda? Mày tìm thấy trong nhà chưa? Rồi xong rồi. Rồi. Xong rồi thôi. Oh my god. Không sao, người đã bị trúng cú lừa của ta rồi. Tôi để vậy là cố tình. Tôi để vậy là cố tình cái nhà mày banh này, giờ tôi lấy con tôi bắn nè. Ngu nè, tôi giờ ở cái nhà ngu nè. Tối tha con khỉ tời, các bạn thấy không? Xây cái nhà an toàn gì đâu mà nó giỡn thì mấy bạn. Ơi, banh giỡn rồi. Mẹ chị Panda xuống đây đi, tôi nói này cho nghe nè. Dạ, ông nhìn coi có được không? Người á, muốn học cách làm nhà an toàn không? Muốn. Thời cái nhà vậy mà an toàn với tay đến hút cái gì? Hôm nay tôi với mẹ chị Panda sẽ đi tới một nơi mèo. Đi đâu? Tất cả chúng ta sẽ đi tới một nơi. Là một nơi là cái nhà này an toàn, siêu an toàn luôn. An toàn gấp 1000 là cái nhà của mẹ chị Panda luôn. Để cho hai người cùng nhau hỏi nha. Cái nhà của tôi. Ừ, và chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu xem á, tại sao người ta xây được cái nhà an toàn xịn tới vậy á mèo. Tôi không tin. Bây giờ cái nhà của mèo từ giờ ngu không sang cái nhà xong giờ không đi ra được luôn mấy bạn. Tôi đang đi ra. Ok mấy bạn ơi, cùng nhau đến với ngôi nhà an toàn. Sẽ đến ngôi nhà an toàn của mèo nha bạn. Mấy bạn thích video này nhớ nhấn like, nhấn subscribe nha. Và đặc biệt hay khi thấy quảng cáo hiện lên mấy bạn nhớ dành thời gian để xem quảng cáo nha mọi người. Anh đang nghĩ mọi người luôn nha. Ok bây giờ thì đến ngôi nhà an toàn nào. Hello, xin chào mọi người đã trở lại nữa rồi. Thì bây giờ chúng ta đã chuyển qua map BE rồi mấy bạn. Nhưng mà bên BE thì mình sẽ để cam lên cho mấy bạn nhìn thấy rõ cái mặt của mình. Tại vì bạn nhấn like cho mình thiệt là nhiều rồi thì mình phải để cam lên mấy bạn. Đâu, rồi. Cái nhà nào mà hơn cái nè, nhà của tôi nói đâu? Cho mèo nghe nè. Cái nhà trước mặt tôi, cái nhà này nè mèo. Đâu? Đây là cái nhà mà siêu siêu an toàn luôn mèo ơi. Cái nhà trong cái rương nào đâu? Tôi có dòm cho tôi có thấy cái gì. Tào lao, không phải nhà trong cái rương, cái nhà trước mặt mình kia. Ở đó này có một cái biệt thự siêu an toàn. Trời ơi, cái nhà này là nó an toàn. Trời ơi, bộ có lava mới an toàn hả? Trời ơi, được rồi, bây giờ ha, tôi sẽ lấy hết mấy cái này ra. Đó, bây giờ tôi bận vô, tôi với mẹ với chị Panda sẽ thử thách coi chúng ta có chui được vô ngôi nhà an toàn không các bạn. Dạ, nếu mà chui vô nhà an toàn được cái các bạn nhớ nhấn like cho mình nha mấy bạn. Còn mình cũng chui vô mà chui không được các bạn thì mấy bạn cũng nhấn like cho mình nha. Ôi. Tại vì tụi mình năn nỉ mấy bạn là bạn nhấn like cho tụi mình. Ok, mà an toàn nào? Cái chỗ này nè, bố tập phải nó chui đất ra hết bình thường. Rồi, kìa TNT kìa đó, thấy mình thấy ta để TNT khôn không? Ai như mèo. Đâu đi coi, mẹ đi đường nào, mẹ đi đường nào mà không có TNT. Không có TNT nha. Đây coi đây. Rồi, mẹ đi đường nào nó cũng nổ hết đó mèo. Tôi đã bảo mấy bạn. Mấy bạn thấy ngôi nhà này an toàn không mấy bạn? Chứ anh thấy là ngôi nhà này là an toàn thì chắc nó tầm khoảng nửa mấy bạn. Nó không an toàn là nhiều mấy bạn ơi. Nhanh tôi nè, nhanh. Rồi tôi nhanh nhìn nè. Thôi chị Panda từ từ em né ra khỏi chỗ này chứ em như này sẽ chết chung với mèo á. Thấy chưa? Thấy chưa? Không. Không nó an toàn mà nhà mình đó mẹ. Đi vô nữa. Từ từ. Nè nổ nè. Hư. Thấy chưa? Nó chết. Rồi chết nè. Đừng ngu ngu. Thấy chưa? An toàn đó, đó. Chị Panda này dính nè, dính chữ rồi. Rồi sao an toàn đó? Sao vậy? Đây, mấy cái này là cái gì nào? Cái gì? Nó bắn pháo bông lên làm gì á? Nó bắn pháo bông gây nổ mèo ơi. Nếu mà chạy vòng vậy khu vực thì nó sẽ bắn pháo bông gây nổ làm cho mình vô mình sẽ bị mất máu mèo ơi. À vậy hả? Ừ. Ui da. Nhưng mà cái này xài được nè. Tôi chạy lướt đây. Hướng nào? Coi tôi phá vòng bảo vệ đâu phút đâu, phá hết vòng bảo vệ đó đi mèo ơi. Thấy chưa? Mèo phá hết vòng bảo vệ đó sao mày chung ra? Chung ra làm sao? Hay bây giờ mình muốn vô được ngôi nhà của nó mình phải tìm đường nào vô ta? Mình phải phá nhà của nó mình mới vô được. Cái cửa vô đây nè. Ôi chúa ơi. Cái nhà của nó có một cái mê cung mấy bạn ơi. Ừ, mê cung kiến. Ui da, mê cung kiến. Ủa hình như mê cung kiến này là nó dẫn đi đâu á. Mê cung kiến này dẫn vô nhà chứ ta. Nó dẫn hồi đi vòng nguyên nhà luôn á. Nó dẫn vô tôi nghĩ là đi vòng nguyên cái nhà luôn mèo. Rồi đi vô đường nào, hình như đi sai đường rồi. Cái này á người ta là ngôi nhà an toàn mà, tự nhiên là nó phải dẫn mê cung thôi. Công nhận đi vô đây thôi, chắc mặt ghê luôn. Làm vậy luôn nè nó. Vậy là đi bao lẹ luôn mèo. Làm như mình không được vô nhà của nó hay gì á. Đây mèo, nó là nhà an toàn mà nó còn chơi mê cung kiểu này nữa là sao vô? Thì đó. Như là tôi thấy có đường vô mèo ơi, nè đường vô nè mèo. Có đường vô nè, trời ơi dễ. Đâu đâu
bên đây chị bên đây, xem đi qua đây. Đây cũng phải đặt làm an toàn. Nhà này không an toàn cho lắm nha mọi người. Anh thấy à, mấy bạn chấm điểm đây. Mấy bạn chấm điểm rồi. Nếu mà từ 1 tới 10 thì ngôi nhà này an toàn, thang mấy điểm mấy bạn? Tôi thấy cái này đi hơi lâu thôi chứ thật ra bình thường. À bây giờ thì đi vô trong đây nè mẹ ơi, đi vô trong đây. Ui 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 da, kẹt tơ kẹt tơ. Ui sắp chết. Ui da, ui ui đậm luôn. Đây. Tôi đã thoát khỏi mấy cái đó rồi mấy bạn ơi. Mình đã không chết, còn mèo đã chết. Mấy bạn thấy chưa, ngôi nhà an toàn của người ta là phải như vậy đó. Bên trong người ta mới để lava đúng không mấy bạn? Chứ ai đâu mà để TNT bên ngoài, bên giữa, bên trong là lava. Được rồi, ai chết để nó đóng gỗ vậy? Ui, chị bên đá mới chết. Ôi, tôi ăn đi, cho hồi máu, Này, cho mẹ ăn nè. Đó, cho mẹ ăn. Khỏi cao, tôi lụm đầu bà Banda nè. Rồi, mẹ ơi, tôi với mẹ quá hết hết đống máu rồi, bà Banda đâu? Chị Banda ơi, chị Banda ơi. Vô đây, ăn chị Banda, ăn đi. Vô chị Banda. Trời ơi, cái nhà này nè. Phan, đi một vòng coi thử coi cái nhà này còn đường một cái bẫy nữa mẹ ơi. Con heo chạy ngu nè. Rồi, con heo nó chạy vô rồi. Ở đây có mấy con cừu nè mèo. Cừu tức là rồi, cái nhà này hình như là rất là nhiều cửa vô bạn. Ồ, bên đây có cửa to nhất nè mèo. Mình mà phải vô cửa chính mèo ơi. Mình không vô ba cửa phụ được. Trời ơi, cái nhà này dễ. Ui, giờ đường nào vô ta nhất cửa chính vậy đâu có vô được đâu. Đây, đường này. Ok, vô đường này nè. Rồi, đi qua cái này là quá dễ. Rồi vô mèo ơi. Đây, đâu cái nhà nào biết còn bẫy không mèo? Hết rồi, nè. Vô thử coi nè. Đây, cái này đâu chỗ đất trực thăng. Wow. Cái đâu phải chỗ đất à, cái đúng rồi, chị hát là chỗ đất trực thăng mèo ơi. Ủa tính ra vậy là xong rồi đó. Cái nhà này có cái tầng hầm an toàn mèo ơi. Ủa có cái gì nè, đây. Chị cho có cái gì nè. Cái gì đâu? Đây. Đâu mèo mèo cái gì đâu? Nhà này nè, đó, tôi nghe tiếng gì đó đó. Ông mèo ơi. Có ông ơi, nó thả ông chi vậy? Ủa có cái bẫy nè, bẫy thích quạ ông mèo ơi. Wow. Nguy hiểm quá. Mà bây giờ mình vô mình coi thử cái nhà tại sao mà thấy không an toàn nè, anh vẫn thấy là chưa đủ an toàn mấy bạn chưa ơi. Đủ. Hồi nãy á là tôi thấy á ở dưới này nè mèo có một cái tầng hầm bí mật và có rất là nhiều cần gạt mèo. Ừ. Xem nè, đây. Mình không như tôi vậy Banda còn vô đi, được mà. Đi activate beacon là gì sao ta? Cái này tôi gạt thử cái coi có chuyện gì xảy ra ở ngoài không? Ờ no. Ôi mèo. Sao? Wow, mấy bạn ơi. Thì ra là nó gạt tầng gạt lên là nó kích hoạt một cái tường laser mấy bạn. Nhưng mà cái tường này vô cùng tào lao. Không, mình đi vô thử có chết không mèo? Ừ, thư rảnh thư rãn. Ở cái tường này đi vô đâu có chết đâu mèo. Chỉ có dính đậm thôi, chỉ có dính đậm thôi. Là mèo thôi. Là mèo thôi mèo ơi. Nhà này cái cửa ngân hàng của mình á. Cái này nó kích hoạt cái này lên là nó hù kẻ địch mấy bạn ơi. Nhà chị Banda phải nên làm cái này nè chị Banda. Cái này đâu cái nào đâu? Cái đỏ đỏ này là laser chị ta. Mình qua bên đây coi trong ngôi nhà an toàn này họ chứa cái gì trong đây dữ vậy? Vậy giờ cái nhà này hết nhà này trống lóc luôn mèo ơi. Tờ nó tưởng chi dấu vàng dấu bạc gì làm cho cố vô. Dấu vàng dấu bạc gì mà nó làm quá trời. Ôi bên ngoài này có cái gì nữa nè. Không có cái gì cũng làm. Ủa mấy cái bẫy ông ông rồi làm sao nó kích hoạt được ta? Cũng đúng. Không lẽ mở cửa ra ông từ đồng bay ra vậy thôi. Làm sao mà kích hoạt được bẫy ông? Ví dụ như mình muốn cái này là nhà của mình nè. Làm sao mình kích hoạt được bẫy ông ta? Coi trên cái này còn gì nữa không để kích hoạt không? Tôi thấy hình như là hết rồi. Phòng điều khiển đâu? Phòng này là phòng gì đây? Có phòng nào điều khiển cái nhà này không? Ok mấy bạn ơi, nãy giờ anh đi vòng vòng ngôi nhà rồi và anh không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể chỉnh cho độ an toàn nó tăng lên nữa mấy bạn. Vậy chắc là bây giờ chúng ta phải qua nhà khác rồi mấy bạn ơi. Đúng rồi. Chứ ngôi nhà này anh thấy độ đẹp á nha, thì anh chấm cho 10 điểm. Độ đẹp nè, độ hoành tráng là 10 điểm mấy bạn. Nhưng mà về cái độ an toàn á mấy bạn chỉ có 5 điểm thì rồi. Anh thấy là chỉ có 5 điểm thôi mấy bạn ơi. Cái này á bảo vệ khỏi zombie là 100%. Nhưng mà không bảo vệ được nhưng người. Mà không bảo vệ được những cái người mà xâm nhập với mấy bạn ơi. Đúng. Mấy bạn thấy không, người xâm nhập á tụi mình vô là cái một mấy bạn. Ê, ở ngoài này có cái cửa có đóng là được không ta? Rồi xong tôi chết luôn rồi. Trời ơi, chắc là không có đóng là được ông các bạn. Ông coi bảy ông cũng không làm được gì luôn nè. Cái bảy ông này nó cũng vô dụng mấy bạn. Nè, nó có làm được gì đâu. Đó, tôi quánh mấy ông này nó, ông nó cũng chả chung ra được lắm mấy bạn. Trời ơi, chung ra thiệt kìa mẹ ơi. Ui, chết tôi. Thôi kệ mấy bạn ơi, chắc là bây giờ mình phải qua ngôi nhà khác an toàn hơn mấy bạn. Chứ ngôi nhà này cái độ an toàn quá kém. Ê mèo, bây giờ thì qua chúng ta cùng nhau qua ngôi nhà khác nè mèo ơi. Đâu, ông cho ngôi nào an toàn hơn ngôi nhà tôi đây. Thì tôi qua ngôi nhà an toàn hơn nè mèo. Hello mấy bạn, chúng ta đã trở lại với ngôi nhà tiếp theo rồi mấy bạn ơi. Rồi, bây giờ nè, đi theo tham quan nè mèo ơi. Nhìn cái nhà này là tôi thấy thôi rồi đó. Cái nhà này tôi thấy nó kiểu không an toàn mấy bạn. Nhà nó còn đơn giản hơn cái nhà hồi nãy luôn. Cái gì vậy? Menu. Signature net là cái gì? Ủa cái tiếng gì vậy ta? Anti-mob là không cho động khách vật khác vào nè. On nè. Kasaroka là cái gì? Bedrock House. Ôi trời. 10 điểm cho sự sáng tạo bạn. 10 điểm. Mấy bạn comment nha, nhà thứ nhất bao nhiêu điểm, nhà thứ hai bao nhiêu điểm nha mấy bạn. Giờ mình đi hết cái nhà này đi, không bao nhiêu người cấp điểm. Từ từ để tôi nghiên cứu cái bảng điều khiển ở bên đây có một bảng điều khiển ở đây nè. Không có chìa khóa vô không có được. Cái gì? Anti-mob nè, on nè, rồi á, cái này cái gì? On là cái này. Wow. Trời. Nhà này bảo đảm mèo vô không được luôn, vô đi mèo, vô không mèo vô. Dạ không có chìa khóa vô không có được. Ông nhìn tôi nhưng mà đâu có vô nè, được. Cái đâu. Này là gì đây? Laser. Cái này là laser. Laser này đụng với tặc không? Đụng thử coi. Nè chị Banda đây, em chỉnh tiếp nè chị Banda, cái này là gì? Lava. Lava. Trời. Rồi luôn chị Banda chết mất luôn. Trời ơi, đã dữ. Trời ơi, cái này cái gì nữa đây? Cái này mình on hết rồi, cái mình tắt mấy cái này đi mấy bạn ơi. Đó.
Đó bây giờ là mình cho mẹ của chị Panda vô nè. Đó, mình tắt hết mấy cái này đi. Wow. Để tôi tắt hết cho mẹ của chị Panda vô nè nghe. Đó. Ủa, cái này thấy ngon quá trời. Ngon không? Dĩ nhiên là ngon chứ. Rồi đi vô. Không có vô được. Đâu, tôi vô được mà. Đâu, không có chìa khóa nè, thấy chưa? Ờ nó đẩy mèo ra mèo. Không có chìa khóa. Nè vậy tôi cho mẹ cái này. Đó, tôi mẹ cầm cái này đi. Đó, cầm hai cái đó là vô được. Vô đi. Đâu, vô thử coi. Ủa gì kỳ vậy? Chị Panda cầm cái này vô được chị Panda. Sao đâu? Có vô được đâu? Không biết đây. Ủa sao mẹo chị? À chắc là anti mob á. Nè nè, để tôi bật cái anti lên cái. Đây là cái này là có hệ thống là chống cái động vật khác nhào vô nè. Rồi vô. Trời ơi. Bờ bạn ơi, nhà này. Đi, rồi. Đi. Cái này xịn thiệt luôn. Ôi, tôi bật cái anti mob lên mẹo chị Panda bị đẩy ra ngoài kìa. Hệ thống đuổi khách các bạn ơi. Rồi. Vô đi các bạn. Rồi mèo đâu vậy? Cái nút gì vậy? Tôi đang chạy vòng vòng đây. Mèo chạy ra đây mèo. Mấy bạn thấy không, nhà này có hệ thống đuổi khách mấy bạn. Ví dụ như có người bạn tới nhà bạn chơi phải không, mà ưa lụp lỡ rương nhà bạn, bạn chỉ cần ra cái bảng điều khiển và nhấn mèo đứng trước mặt tôi là chứ không có lụp lỡ rương nè. Nhấn biến đó, đẩy ra đó, đẩy ra cửa nhà luôn. Trời, tội nghiệp quá đi. Nhà đã mèo rồi, cái này đúng xịn luôn á. Cái nào mở cửa ta nè. Mở ra rồi mấy bạn, đóng ra ra nè. Được dữ. Cái nhà này mà tôi để chiếc siêu xe của tôi vô là hợp lý 100% các bạn. Khỏi ok, khỏi vô thử. Nhà đẹp phải không? Để tham quan ra nhà này. Ủa, có hồ cá. Nhìn đẹp nè. Wow, nó có hồ cá nữa các bạn ơi. Ê, hút, có đồ nhà ăn trên bàn nữa nè. Nhà này tào lao lắm. Sao? Mới thì cái cửa nó không chứ mở ra cho vô. Em biết đâu, nhưng mà mình đi tham quan đi mèo vậy. Nhà này chưa có khách vô nên nó không để cửa chi. Nhà này phòng ốc cũng đẹp mấy bạn. Ủa, ơi. Có cái gì ta? Đẹp hao, mỗi phòng mỗi màu luôn, có phòng tắm luôn nè. Ok mấy bạn ơi. Anh thấy cái nhà này anh rất là thích mấy bạn. Mình là video này đạt 500.000 like, anh thấy 500.000 like nha. Bạn nào mà coi video này anh giơ một bàn tay, giơ hai tay là sai bạn. Nếu bạn coi video này bạn cho đủ 500.000 like, anh sẽ xây một cái modem house ở ngoài đời mấy bạn. Nếu bạn cho đủ. Còn nếu bạn không cho đủ thì thôi chắc anh không xây đâu mấy bạn ơi. Ok, mấy bạn nhớ chia sẻ cái khúc này các bạn. Kêu mọi người nhắn cho anh 500.000 like ở video này các bạn. Anh và sẽ review cho mấy bạn một ngôi nhà siêu an toàn ngoài đời. Modem house. Giống không giống được vậy tại nhà này xấu quá mấy bạn ơi. Nhưng mà nếu nó không siêu an toàn rồi sao? Nghĩ sao xây được cái nhà này ngoài đời? Comment đi, mấy bạn comment đi. Mình sẽ cố gắng xây cái nhà siêu an toàn ngoài đời các bạn. Comment đi, comment thả like. Thả like nhiều cho anh mấy bạn. Ê, ông ra ngoài đi, tôi nhắn cái này trong coi đã lắm. Ok, mèo tôi ra ngoài nè, mèo nhắn đi. Để coi cái này là gì ha, tôi nhắn thử coi. Nhắn. Đây là gì? Tẹp, cái này là cái lồng mèo ơi. Rồi xong tiếp. Rồi thử ha coi. La dè lên. La dè, nó có la dè nè. La dè nó được không, la dè được không? Mèo tắt cái lồng đi mèo. Là mèo. Đó. La dè có tác dụng. Ghê quá. La dè có tác dụng mèo ơi. Rồi, mở cửa ra cho chị mèo. Đó, mèo với chị Panda có thấy chưa mọi người? Thấy chưa tất cả mọi người có nhà an toàn là thật sự là như thế nào chưa? Cái nhà này có lấy TNT mà mình chọi vô nó cũng không bể nữa bạn. Tại vì nó bằng bedrock làm sao mà bể được, đúng không? Đó, bây giờ mẹ chị Panda đã sáng mắt chưa? Đây mới thật sự là ngôi nhà an toàn trong Minecraft này mọi người. Tao tôi đứng trong nhà tôi bật cái đồ đuổi khách, tôi đuổi tôi luôn. Rồi, vậy là quá hay luôn mèo, vậy là mèo bị đuổi luôn. Ủa cái nhà này hèn quá à. Rồi xong. Bây giờ thì kết thúc video tại đây. Anh hy vọng là video này có anh được 500.000 like nha mọi người. 500.000 like để mình có thể xây một ngôi nhà siêu an toàn ngoài đời nha mọi người. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Hai bạn chấm điểm đi, nhà này là kia nhà. Các bạn chấm điểm. Nhớ comment chấm điểm vào nhà thứ nhất bao nhiêu điểm, nhà thứ hai bao nhiêu điểm nha mọi người. Comment nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.